Bớt rồi. Chị Thắng thì tôi làm việc nhà ông làm. Bớt rồi mà việc nặng tôi làm việc nhà ông làm. Ủa sao sao nhanh xíu anh Trung? Nó lớn nhanh xíu vậy? Lớn lên. Mắt lớn rồi đó. Xíu sao ngày nãy em nghe lớn quá trời luôn á. Dạ đỡ rồi chị. Đỡ rồi. Sao nó nhỏ ta. Dạ rồi chị ơi. Sao nó nhỏ xíu ta. Hồi nãy nghe nó quá trời luôn không hả? Bé hồi đường lên á. Tắt đôi lại coi. Tắt đôi lại coi.